Xin chào mọi người, trong tập trước, Thạch Hạo đã tiến về Thạch Quốc, sau đó phải đối mặt với 4 cường giả liệt trận cảnh cùng vô số binh lính. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cho hiệu lệnh là sẽ tấn công. Thạch Hạo thấy vậy vẫn không chút hoảng sợ, cậu dõng dạc lên tiếng hỏi thăm tung tích của Thạch Hoàng. Thạch Sung cho biết, phụ hoàng của hắn đã mất tích rồi. Tên thủ đầu Ngưng Kim Môn là Trương Lục ngay lập tức cướp lời chỉ trích Thạch Hạo vô lễ, gặp bệ hạ mà không lễ bái, còn dám hỗn xược. Ba người bọn hắn sẽ liên thủ chằm tiểu tử. Thạch Sung khuyên ngăn, kẻ này uy trấn bát vực, hắn sớm đã muốn lĩnh giáo cậu ta rốt cuộc mạnh tới đâu. Nói rồi, Thạch Sung cũng bước lên phía trước rồi bắt đầu động thủ. Thạch Hạo cũng từ tốn phóng ra công kích ngăn cản. Hai đòn công kích cứ như vậy rằng co một lúc, rốt cuộc không phân được thắng bại. Không chịu bỏ cuộc, Thạch Sung muốn mời Thạch Hạo lên không trung đánh một trận, cũng thoải mái thi triển thủ đoạn. Hai người nhanh chóng nhảy lên trên cầu, ba người phía dưới thế vậy cũng di chuyển theo. Thạch Sung và Thạch Hạo vừa đánh vừa nói chuyện. Cậu nhận ra tên này dẫn mình lên đây là có lời muốn nói. Quả thực là như vậy, hắn muốn hỏi ý của cậu rằng thực sự muốn cản hắn đăng cơ hay sao? Thạch Hạo cảm thấy nhân vật anh hùng như hắn, vì sao phải làm con rối cho kẻ khác? Ý đồ của Tam Giáo mọi người đều biết, vậy nhưng hôm nay Thạch Quốc đầu như dám mất đầu, hắn chỉ muốn mượn thế của nó ổn định quốc gia. Thạch Hạo không nghĩ như vậy, phía sau Tam Giáo đều có thượng giới ủng hộ, cho nên vạn dân Thạch Quốc sớm muộn sẽ biến thành phụ thuộc mặc cho người ta chém giết, chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho nên Thạch Sung mới tìm tới Thạch Hạo để nói chuyện riêng, hắn muốn biết cậu liệu có đồng ý cùng hắn khống chế Tam Giáo hay không. Thạch Hạo đồng ý với điều kiện rằng phải đảm bảo dân chúng Thạch Quốc không bị khổ sở. Cả hai nhanh chóng đạt được tiếng nói chung. Vậy nhưng mà Thạch Sung hy vọng cậu có thể dùng toàn lực đánh với hắn một trận. Nói rồi, cả hai cùng nhau lấy ra bảo thuật. Tuy nhiên, côn bằng bảo thuật của Thạch Hạo lại mạnh mẽ hơn. Tên kia nhanh chóng bị đẩy lui về sau. Cả đám thấy vậy lập tức muốn động thủ bắt giữ Thạch Hạo. Vậy nhưng bị Thạch Sung ngăn cản. Hắn lớn tiếng khen ngợi, đồng thời tuyên bố phong cho cậu là Hoàng Thiên Vương. Mọi việc triều chính sau này cần tới cho Hoàng Thiên Vương trước. Điều này làm cho đám người của Ba Giáo kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không thích điều này, tên thủ đồ của Bất Lão Sơn là Tần Luân lên tiếng. Nếu đã như vậy, bây giờ bọn họ đang có một chuyện cần thương lượng với Hoàng Thiên Vương. Hiện giờ Tam Giáo và Thạch Quốc trên dưới một lòng, kết làm một thể. Vậy nhưng trong lòng dân lại lung lay, bực ngoài nhìn chăm chăm vào Thạch Quốc. Hắn muốn dâng lên một kế sách cho Thạch Sung để trấn an lòng người, đó là để cho hắn bái một vị tôn trưởng trong ba đại giáo làm thầy. Nếu như vậy, Tam Giới trở thành quốc giáo của Thạch Quốc, trong bát vực sẽ chẳng còn ai dám mưu đồ nữa. Thạch Hạo nghe những lời này liền vỗ tay mỉa mai, nói thì hay lắm. Thạch Quốc nhân hoàng làm tiểu đệ của bọn hắn, sau đó bắt mạng người Thạch Quốc chúng ta đi mở mang bờ cõi cho bọn họ. Nếu đã tính toán giỏi như vậy, sao không đi buôn bán? Tên Trương Lục nhanh chóng phủ nhận, lần này Tam Giáo bọn hắn tới đây là để giúp Thạch Quốc lớn mạnh. Lẽ nào Hoàng Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy cũng là người hàng sống sợ chết, không dám đổ máu vì quốc gia hay sao? Thạch Hạo nghe xong liền cứng rắn cho biết, chỉ cần bản thân còn trong triều, mượn danh sư đồ khống chế bệ hạ, nô dịch vạn dân Thạch Quốc các loại, bọn hắn muốn mơ cũng đừng có mơ được. Lời này lập tức làm cho Tần Luân tức giận, đây chính là đang phỉ báng Thánh Giáo. Mặc dù Thạch Sung cũng lên tiếng bảo vệ cho Thạch Hạo, cho rằng đây là vì lợi ích của quốc gia, vậy nhưng mà hai người Tần Luân và Trường Lục vẫn không muốn bỏ qua. Có tiểu tử này ở đây, bọn hắn muốn khống chế Thạch Sung sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cho nên Tần Luân nhanh chóng lấy lý do cậu phỉ báng Thánh Giáo để động thủ. Thạch Hạo nghe vậy liền đồng ý, một người làm việc, một người gánh, muốn chiến thì chiến. Trương Lục muốn ra sân đầu tiên, hắn nhanh chóng động thủ, mà thân hình Thạch Hạo cũng lập tức di chuyển. Cả hai lao lên không trung rồi tay đấm chân đá liên tục, rất nhanh, Trương Lục cũng bị rơi vào thế hạ phòng. Điều này làm cho Tần Luân ngứa ngáy trong lòng, hắn nhanh chóng gia nhập. Thạch Sung cảm thấy bất an, cứ tiếp tục như vậy e rằng bất lợi với Hoàng Thiên Vương. Hắn lập tức quay sang phía Nguyệt Thiền, hy vọng nàng ta ngăn cản bọn họ. Nguyệt Thiền nghe vậy liền đáp lại bằng bộ mặt và giọng nói lạnh lùng. Vừa nãy, hắn sắc phong Thạch Hạo cũng chưa từng thương nghị với bọn họ, cho nên Bổ Thiên Giáo bây giờ cũng không tiện nhúng tay vào việc này. Thần tử quá mức kiêu ngạo cũng không phải việc tốt, nàng khuyên hắn vẫn nên canh chừng hoàng vị của mình thì hơn. Những lời này làm cho Thạch Sung vô cùng tức giận, vậy nhưng lại không thể phản bác. Tuy lấy 2-1, vậy nhưng Thạch Hạo vẫn giữ được thế cân bằng. Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện pháp trận. Những người khác chứng kiến cảnh tượng đó cũng vô cùng ngạc nhiên. Ở trên không trung, sau nhiều lần công kích không được, cả hai người cũng sử dụng ra bảo thuật của mình. Mỗi người một phía giáp công, xa đạn liên tục về phía Thạch Hạo. Điều bọn họ không ngờ tới là sức mạnh từ pháp trận đang truyền vào cơ thể của cậu. Cậu lấy ra cành liễu rồi sử dụng thanh nhân kiếm ý để ngăn cản. Tần Luân nhìn về trận pháp đã được kích hoạt rồi lại nhìn về phía của Thạch Hạo. Hắn nhận ra long khí của pháp trận đang truyền vào cơ thể cậu, tăng cường sức mạnh cho cậu ta. Cả hai lập tức động sát tâm, bọn họ dốc hết toàn lực tấn công. Thạch Hạo thấy vậy liền lao xuống bên dưới, sau đó lấy ra 10 động thiên hấp thụ công kích của hai tên kia và long khí bên trong trận pháp. Rất nhanh sau đó, phía dưới mặt đất đột nhiên rung động, một con rồng màu vàng từ từ xuất hiện lượn lờ xung quanh Thạch Hạo. Đầu rồng chỉ khẽ bộc phát chút khí tức đã dễ dàng đẩy lùi hai tên kia bay về sau, sau đó nhanh chóng quay lại pháp trận.
ngay sau khi thân ảnh con rồng biến mất thì lại đến sự xuất hiện của một cái tiểu thế giới. Giọng nói của Thạch Hoàng vang lên thông báo, người có duyên có thể vào đây tiếp nhận thí luyện. Thạch Sùng nhận ra tiểu thế giới này là do phụ hoàng để lại. Trước đó không lâu, thiên cung đã từng bốc lên lòng khí. Thạch Sùng nhận ra không phải là do mình đang cờ, mà bởi vì sự xuất hiện của Thạch Hạo ở Hoàng Đồ khiến tiểu thế giới của Thạch Hoàng tự sinh cảm ứng. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng Thạch Hoàng đã dự tính được cậu sẽ trở về. Hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với ba đại giáo, cho nên chỉ chờ cậu ta mở ra 10 động thiên kích phát những chuyện này. Ba người thấy vậy lập tức động tâm, bọn họ muốn tiến vào bên trong thăm dò vậy nhưng bị chặn lại. Hiển nhiên cấm chế này không cho bọn họ tiến vào bên trong, chỉ duy nhất hai người Thạch Hạo và Thạch Sùng là có thể đi vào được. Bên trong tiểu thế giới có một cái cung điện, trong cung điện chính là nơi ở của con rồng hoàng kim kia. Nhìn thấy người lạ xâm nhập, nó bộc phát khí tức. Thực lực của Thạch Sùng còn yếu nên lập tức bị đẩy lui về sau. Rất nhanh sau đó, đầu rồng liền chủ động tấn công Thạch Hạo, Thạch Hạo dễ dàng né tránh. Tuy nhiên vì bảo vệ Thạch Sùng nên cậu nhanh chóng bị rơi vào thế bất lợi và bị rơi xuống vực dung nham, sau đó còn bị ăn nguyên một đòn công kích vào người. Kết quả là cả hai bị đẩy ra khỏi tiểu thế giới và bị ngất đi. Tên Tần Luân thấy vậy liền vui mừng, hắn ra lệnh cho binh lính giam giữ Thạch Hạo. Không có ai ngăn cản nữa, Thạch Sùng cuối cùng cũng được đăng cơ. Hắn lúc này đã hoàn toàn nắm vững Thạch Quốc, mà tam giáo làm công thần đều đã tiếng tăm lừng lẫy. Về phía nam chính, thân thể bị trọng thương, công lực tiêu hao hết, sau khi rời khỏi tiểu thế giới liền bị cầm tù trong địa lao pháp trần. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau. Xin chào!